Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 8 năm 2020. Cơ sở đồ gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc một mẫu sản phẩm nữa là một cặp ngựa thần, hay còn gọi là ngựa thờ. Thì cặp ngựa thờ này được chúng tôi thi công là làm toàn bộ là ghép gỗ nhưng ghép đặc. Chúng tôi xin nhắc lại là đây là đôi ngựa đặc chứ không phải ngựa rỗng như các quý vị thường thấy trên thị trường. Vì trên thị trường thì đa số các cơ sở chỉ làm ngựa rỗng thôi. Nhưng đây là đơn đặt hàng của một khách hàng ở Nghệ An. Anh đã đặt chúng tôi từ rất lâu rồi, là anh yêu cầu ghép nhưng ghép đặc. Thì để phân biệt được ngựa đặc hay ngựa rỗng thì quý vị có thể kiểm tra mộc. Thì trong clip này thì chúng tôi cũng hướng dẫn cách quý vị kiểm tra mộc giữa ngựa đặc và ngựa rỗng như thế nào. Thì quý vị muốn kiểm tra được thì quý vị hãy dùng một vật gì đó gõ vào thân ngựa như chúng tôi đang gõ đây. Tiếng gõ nó kêu bịch bịch thì đó chính là ngựa đặc. Còn khi mà nếu như làm ngựa rỗng thì quý vị gõ thì tiếng kêu nó rất là to và nó rất là vọng. Thường thì là như các cụ nói là thùng rỗng kêu to đấy. Trước khi đi vào quy trình sơn hoàn thiện thì chúng tôi sẽ quay lại clip phần mộc một lượt để cho quý vị biết được. Đây là một đôi ngựa thờ, kích thước là cao 1m97. Đôi ngựa thờ này đang trong quy trình sản xuất để ghép nốt phần còn lại. Thì chúng tôi cũng quay lên một clip để báo cáo với dòng họ ở Nghệ An là chúng tôi đã làm xong phần mộc và chúng tôi chuẩn bị bắt đầu đi vào quy trình hoàn thiện. Thì khi đi vào hoàn thiện thì gia đình anh có yêu cầu là một ông ngựa thì sơn trắng, một ông thì sơn hồng. Vì ngựa thờ thì rất là nhiều màu, có thể có màu đỏ, màu vàng, màu tím. Tôi xin nhắc lại một lần nữa là đây là đôi ngựa thờ làm bằng gỗ mít ta, mít ăn quả. Và đôi ngựa thờ này là ghép đặc từ chân lên đến đầu. Đấy, quý vị có thể nghe được tiếng gõ kêu. Quý vị có thể kiểm tra được. Đây có thể nói là một mặt hàng đang được đánh giá là siêu VIP nhất hiện nay trên thị trường đồ gỗ online, do cơ sở đồ gỗ Hiền Lành thiết kế và thi công, ra mẫu và vẽ mẫu để làm đẹp cho quý khách hàng trên toàn quốc. Và chúng tôi cũng được biết là nhà thờ của các anh chỉ thiếu một đôi ngựa thờ này nữa thôi là đủ hết toàn bộ đồ thờ. Thì các anh đã xem trên trang mạng YouTube cơ sở đồ gỗ Hiền Lành, xem rất nhiều sản phẩm đồ thờ cúng rồi. Thì các anh đã đặt hàng tại địa chỉ là làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý vị có thể liên hệ theo hai số hotline trên màn hình 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn mẫu và kích thước, chúng tôi sẽ báo giá cụ thể từng mẫu sản phẩm một để cho quý vị biết được. Quý vị hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những video mới nhất về các sản phẩm đồ thờ cúng cũng như là đồ gỗ phòng khách. Quý vị có thể vào trang chủ để xem thêm. Và phần cuối video này thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn xem thêm một vài link đồ thờ có liên quan. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo. Xin cảm ơn.